mấy chị nhấn thích và theo dõi trang của Thanh. Lúc mà Thanh xuống like rồi á, mấy chị có thể tìm thấy cái like của Thanh, tìm thấy cái trang của Thanh. Còn mấy chị không nhấn thích, không nhấn theo dõi trang fanpage của Thanh Lê là mấy chị không có thấy đâu. Ở mấy chị tìm cái nick rất là khó. Ở mấy chị khách mới á, mình mới vô mua lần đầu á, mình nhấn thích và theo dõi trang của Thanh đi ha. Trước tiên mình vô mình thích, mình theo dõi cái đi. À, rồi lúc đó mình mua. Hello em Suy Nguyễn, hello Cục Vàng. Bây giờ Thanh bán đầu like cho mấy chị nha. Bán đầu like cho mấy chị. Đâu rồi? Bán đầu like cho mấy chị một vài món đi. Mấy chị nhấn thích và theo dõi trang. Mấy chị chia sẻ like Thanh. Ờ, chị cảm ơn Cục Vàng của chị nha. À, bây giờ đầu like, khoan đầu like Thanh bán rẻ cho mấy chị chút tiền đây đó. Để bán rẻ chút tiền. Thank you.
Cầm quyển lấy màu nào? Cầm quyển là chị Thanh còn màu xanh với màu vàng nha. Màu xanh với màu vàng nè, còn hai bộ. Còn hai bộ màu xanh với màu vàng, cầm lấy màu nào thì chốt cùng chị Thanh luôn ha. Đó, Cầm Nguyễn đã chia sẻ nè. Mấy chị chia sẻ lại mấy chị được giá 60.000. Thanh chấp nhận bán lỗ 30 mấy ngàn, mấy chị chấp nhận bán lỗ 35.000 để được yêu cầu mấy chị chia sẻ lại giùm Thanh. À, Thanh ok Cầm Nguyễn. Ở Thanh bán cho chị nào chia sẻ lại là mấy chị được mua giá 60.000 cho mấy chị. Quyền lợi của mấy chị chia sẻ lại thì mấy chị được mua giá rẻ. Thanh bán lỗ 35.000 một bộ mấy chị. Thanh lấy sỉ là về là đã 95.000, Thanh bán ra 97.000 mấy chị, 97, 98, 99. Nói chung là Thanh bán sỉ. Hàng rẻ mấy chị mua một bộ có mấy chục ngàn à. Còn cái này là vải xịn nha mấy chị. Lưu ý giùm Thanh là vải xịn nha mấy chị ơi. Vải xịn không phải vải thường nha. Đó, tại Thanh bán shop cho nên đó là Thanh lấy hàng xịn không à. Với lại mối sỉ của Thanh toàn là khách bán shop không à mấy chị. Nữa gửi chung Kêu Quỳnh ok em. Rồi Cầm Nguyễn nè. Hàng Thái Tạm ơi, em chia sẻ lại em chị đi. Chia sẻ like được mua giá 60.000. Mấy chị không chia sẻ like, mấy chị không được mua giá 60.000 nha mấy chị. Thanh bán giá áp dụng giá cho chị nào chia sẻ like. Rồi còn bộ này màu vàng nè. Màu vàng 60.000, chia sẻ like được mua giá 60.000 nha mấy chị. Mấy chị không chia sẻ like, Thanh không bán giá 60.000 nha mấy chị ơi nha. Đó, Thanh bán lỗ thì Thanh cũng phải được cái gì đó. Chứ giờ bán lỗ mà không được gì cũng tội nghiệp Thanh nha mấy chị. Mấy chị muốn mua được giá rẻ thì mấy chị phải chia sẻ like cho Thanh nè. Chia sẻ ở chế độ công khai nha mấy chị. Rồi ok, bộ vàng cho Xuyên Nguyễn luôn nè. Ở mấy chị chia sẻ like thì mấy chị được mua giá rẻ, còn mấy chị không chia sẻ like mấy chị không được mua giá rẻ đâu mấy chị ơi nha. Hàng là Thanh bao đẹp không đẹp mấy chị cho quay đầu về Thanh nha. Hàng không đẹp mấy chị cho quay đầu về. Mấy chị đi mua tận xưởng cũng không có giá 60.000. Thanh cam đoan với mấy chị luôn, Thanh bán lỗ
Cái này là tem sam nha mấy chị. Tem sam nha. Màu kem nè, satin.
màu cam 60k nha. Rồi màu xanh 60k. Thanh có 2 bộ, còn 2 bộ nha mấy chị ơi. Sale mấy bộ thôi nha mấy chị. Sale mấy bộ thôi. Màu cam nha, xanh đi luôn á. Rồi màu xanh hồi nãy có chị nào á? Có chị nào à? Hello Lê Ngọc, Lê Ngọc ơi. Em lát nữa em cho chị số điện thoại đi. Đơn em còn mà số điện thoại em không có, chị không có chốt được. Rồi bộ này 55kg, 55kg nè. Ok, Trang Thái Phạm nè, xanh nè. Không, vậy là ghép luôn rồi, ghép luôn rồi, về đuổi đi. Trang Thái Phạm nè, xanh nè. Rồi Thanh còn bộ màu kem nha. Thanh còn bộ màu kem, chị nào lấy chút giùm Thanh luôn nha. Xanh ghi giá 60 giùm gì luôn không ơi. Rồi bộ màu vàng nè mấy chị, bộ vàng nè. Đó, chị nào lấy chút giùm Thanh là vàng nha. Chia sẻ like nha mấy chị. Chia sẻ like nha, nhớ là chia sẻ like. Chị nào không chia sẻ like là Thanh bỏ ra đó nha mấy chị ơi. Rồi lấy ghi số điện thoại của Lê Ngọc lại đi con ơi. Bộ vàng chị nào lấy chút giùm Thanh luôn, 55kg đổ lại nha mấy chị. 60.000 mấy chị. 60.000 mà vải đẹp nhất cái nách luôn mấy chị. Vải đẹp nhất cái nách luôn. Chị Nga Chu ơi, em chốt cái bộ hoa đó cho chị rồi nha. Rồi màu vàng nè. À, Kim Huyền Nguyễn nè. Chị 60 giùm gì luôn ấy. Sọc đen. À, sọc đen 60k. Nguyên Hạnh ơi, Nguyên Hạnh chia sẻ like cho Nguyên Hạnh ơi. Thanh thấy kia Nguyên Hạnh nè. Nguyên Hạnh nhìn à đó chia sẻ rồi. Sọc đen 60k Nguyên Hạnh lại lấy thôi ta. Nguyên Hạnh đây, Nguyên Hạnh lại lấy phải không? Lại lấy thì nha, ghi nhớ lại lấy giùm Thanh nha. Nguyên Hạnh lại lấy thì chút qua lại lấy giùm Thanh luôn. Rồi Nguyên Hạnh lại lấy nè. Quần có túi không? Có nha Mỹ Loan ơi, quần có túi nha, có ống thun lẻ không? Áo lẻ bữa nay hết rồi. Màu vàng á, cái quần màu vàng. Đây, ủa. Màu vàng đấy chị Thanh ơi, màu vàng còn không? Hình như màu vàng đó, hình như còn. Lát nữa chị like nữa tới có màu vàng chị lấy cho Leo Quỳnh nha. Đây rồi màu hồng nè. Ôi ôi mấy chị ơi 60.000 mấy chị chỉ chia sẻ like thôi, còn phần còn lại thì em sẽ lo cho mấy chị. Đây màu hồng mấy chị 55kg đủ lại nha. Màu hồng 60k mấy chị. 60k hồng, chị nào lấy chút giùm Thanh là hồng 60k nha, quá đẹp luôn mấy chị ha. Đó, mấy chị về mấy chị nhận hàng bán không đẹp mấy chị trả hàng lại cho Thanh nha mấy chị. Màu hồng 60k nhưng mà Thanh bán là Thanh bán cho chị nào chia sẻ like nha. Còn à, không phải là nói là chia sẻ mới bán mà không chia sẻ không bán, không phải vậy. Chị nào chia sẻ like Thanh sẽ bán giá sale, còn chị nào không chia sẻ like Thanh sẽ bán giá bình thường. Đó, chứ không phải nói là chia sẻ mới bán mà không chia sẻ không bán nha mấy chị. Rồi chị nào lấy chút giùm Thanh là bộ vàng, bộ hồng nha. Bộ hồng. Hồng 60k luôn. Ôi là mình thấy cái này nó đẹp nha mấy chị. Mấy chị không mua là mấy chị tiếc lắm. Mà mấy chị chỉ được chia sẻ thôi là mấy chị săn được hàng rẻ rồi. Rồi bộ này là bộ màu xanh satin luôn mấy chị. Màu xanh bộ tiểu thư nha. Xanh 60k luôn mấy chị. Chút giùm Thanh là mã xanh 60k đây mấy chị. Xanh 60k nha mấy chị ơi. Ai bộ tiểu thư thấy cưng quá trời luôn. Bộ này là cũng là 55kg đổ lại nha. À 55kg đổ lại, chị nào lấy chút giùm Thanh là mã xanh nha mấy chị. Xanh. Xanh 60k. 55kg đổ lại. Thấy cưng lắm mấy chị ơi, vải satin đa số là vải đẹp. Rồi ok Kim Huyền Nguyễn, xanh 60k. Rồi Thanh còn màu kem. Thanh còn màu kem nha mấy chị ơi, Thanh còn màu kem nha. Đây em còn màu kem, chị nào lấy chút giùm Thanh luôn. Chị Thanh ơi còn đồ thể thao nam 60kg. Còn cái con, còn nha Thanh Thủy ơi. Rồi bộ này bộ màu kem nha. Màu kem 60k luôn. Chị nào lấy chút giùm Thanh là kem 60k đây. Mấy chục vàng. Kem 60k nha. Đây màu kem, Thanh còn màu kem nha mấy chị. Kem 60k nè.
Chia sẻ like em Thanh nha. Rồi cái này là bông bông xanh.
lấy rồi, ok em. Rồi bộ này là bộ bông xanh, chị nào lấy chỗ con Thắng là bông xanh, vẫn là giá 60 ra nha mấy chị. À, chị nào lấy chỗ con Thắng là bông xanh nha. Bông xanh nha mấy chị. Lên cú pháp đúng giùm Thanh đi. Bé trai 12 kg, kèm số điện thoại giùm Thanh luôn.
Thank you.
Mấy chị lấy size bao nhiêu ký mấy chị cứ chốt giùm Thanh nha. Size
lên bộ bông nè mấy chị. Bộ bông nè nha. Cái này mấy chị về bán là bao lời luôn á mấy chị. Bao lời luôn ha. Đây, bộ này là size to. Thanh đăng lên size to nha mấy chị. Bộ màu nâu nè. Bộ màu nâu nha mấy chị ơi. Màu nâu nè. 70kg đổ lại nha mấy chị. 70kg đổ lại. Yeah.
chị nào lấy chết lại chốt giùm Thanh là nâu dài đi ha, nâu dài 45, nâu dài 45 nha mấy chị. Nâu dài 45. Còn bộ bon nữa không? Bộ bon còn mà đợi không thiếu. Bộ bon mình giữ trong kho.
Nha mấy cục vàng ơi, bộ dung là nó đó.
Nha,
Rồi bông xanh là bông đông thanh toàn nha mấy chị ơi. Rồi xanh vuông nè.
Mấy chị nhận, phải không đẹp.
chung là tặng tặng gì người ta vui lắm mấy chị. Còn không thôi thì mấy chị bán lại, sách về quê bán lại mấy chị. 45.000 về mấy chị bán 75.000 bộ, nhắm mắt lời 30.000 bộ. Quần dài thanh hết rồi. Đó, đủ bông, lấy đủ bông cho thanh đi. Chị nào lấy bao nhiêu mà bao nhiêu bộ thì chốt dùm thanh là 3 bộ, 2 bộ, 1 bộ hay bao nhiêu bộ, mấy chị mua bao nhiêu bộ mấy chị cứ chốt dùm thanh là bình luận dùm thanh là 1 bộ bao nhiêu ký dùm thanh đi ha. Đó, 1 bộ là 45.000 mấy chị cứ bình luận dùm thanh là 1 bộ 45k kèm số điện thoại bao nhiêu ký gì đó. Nha. Rồi thanh sẽ soạn cho mấy chị đây cái cây con nè. Cái cây con này là có được có một cây thôi, chị nào nhanh còn chậm hết nha mấy chị. Bộ con này là có một cây thôi. Có một cây này có còn có mấy bộ thôi. Chị nào lấy nhanh thì còn chậm là hết nha mấy chị. Bộ con này là bộ 160.000, thanh treo cho mấy chị có 45.000 thôi. Đó, chị nào lấy nhanh thì còn chậm thì hết. Đó, sỉ bóc cái này về bán bao lời luôn. Bộ này là 60kg thôi nha mấy chị. Bộ con là 60kg thôi nha. 60kg, chị nào cao là được 65kg. Đó, bộ con nè. Lấy 3 bộ con 45. Ok, chị Lê Thị Hoa nè. 3 bộ con nè. Đó, bộ con là anh có nhiêu đây thôi. 3 bộ này của chị Lê Thị Hoa nè con ơi. Con tím nè. Ok, cục vàng nè. Nguyễn Trăng của Sài Gòn nè. Xanh nè. Rồi xanh nè, Trang Thùy nè. Chào Thúy Băng, Trang Thùy nè. Cái này là của Nguyễn Trăng này, hai bộ này một phải con ơi. Rồi còn có hai bộ xanh nè. Còn một bộ xanh da trời với một bộ xanh lá. Còn một bộ xanh da trời với xanh lá nha. Con xanh biển 45, ok Lý Nhã Kỳ nè. Một bộ 45.000 còn có bộ thôi. Nguyễn Trúc Phương nè. Có 45.000 một bộ thôi. Rồi còn có bộ Nguyễn Trúc Phương lấy bộ đỡ đi. Cái đó con coi lấy trong kho còn mấy cây bánh. Thấy lên như vậy đi. Còn còn một cây nữa nha. Đây còn một cây nè, một cây nè, nhanh còn chậm hết nha mấy chị ơi. Đây là bộ tím với xanh rồi, ok tím nè. Rồi vậy là Nguyễn Trúc Phương, mấy chị nghe xuống ký anh Thanh với mấy chị ơi, mấy chị mua mấy chị cứ không nghe xuống ký, mấy chị lấy cho đã rồi về không vừa cái mấy chị la làng, mấy chị không nhận hàng, đóng tiền ship Thanh nha mấy chị, nha, mình mua hàng lành mạnh xíu nha mấy chị. Xanh da trời, ok Mỹ Loan nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kêu chồng
56kg vừa nha. Rồi ok, Dương thì luôn luôn hai cái nè. Phải là thanh bao đẹp cho mấy chị luôn. Đây hai cái nè, Dương thì luôn luôn nè. Em có 56kg vừa nha. Em mình hai cái 59.000 ha. Thank you.
lên áo thun, mà áo thun của hổng bán là hết rồi. Của hổng thanh sale rẻ quá trời luôn, mấy chị không mua. Bữa nay là hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai quần là chính nguyên nè. Quần ca hai, chị nào lấy giúp mình anh là quần ca hai nha, 35k mấy chị. Yeah.
cho em. Dạ ok chị. Dạ ok chị. Đây quần sọc đẹp quá mấy chị nha. Đó chị nào lấy chút giùm em luôn ha. 29 ngàn nha mấy chị. Sỉ 26 lẻ 29 ngàn nha. Còn 2, 4, 6 cái nha mấy chị. 6 cái chị nào lấy chút giùm em là quần sọc nha. Có quần đen không? Có nha Linh Thành ơi. Có quần đen nha. Có quần đen nha. Đồ bộ hả? Đồ bộ chút xíu Thanh sẽ quay lại đồ bộ nha. Chút xíu Thanh sẽ quay lại đồ bộ. Quần đen trơn nè. Quần đen trơn là 35 ngàn. Quần đen trơn 35 ngàn nha. Sỉ bao nhiêu cái? Sỉ hả? Sỉ là từ 5 cái trở lên nha. 5 cái trở lên là tính sỉ nha. Đây quần đen trơn nè. 55 ký tới 70 ký nha. 35 ngàn. 35 ngàn nha mấy chị. Quần đen trơn chị nào lấy chút hình là quần đen trơn K2 để lên đồ bộ cái như nữa nha mấy chị. Thank you.
Thank you.
màu đen nè, màu đỏ nè, nhiều màu.
Hãy subscribe.
sắc da của con nè. Rồi cái này là màu sáng nè. Nguyễn Trúc ơi, hai áo xanh.
Mai Phương lên xin lỗi đi Mai Phương ơi. Mai Phương lên xin lỗi nhìn Thanh luôn. Quần thun bo ấm em xem lại. Mai Phương không cho chị xuống thổi là chị không có chốt được nha. Không có cho xuống thổi là chị không có chốt được nha Mai Phương ơi. Màu sáng, màu xám, rồi màu đen, màu xanh rêu.
gì nữa. Nhắn tin qua Messenger chạy đi Thúy Ngọc ơi. Đây rồi, cái này bộ này sale có 59 ngàn thôi. Bộ này là 55kg nha. 55kg. À, cái này đang còn ít thôi. Còn anh đúng lại. Đúng lại nha. Mày là tí nha mấy chị. Thank you.